Chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn nguyên lý hoạt động của bóng đèn hình quang. Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn mạch điện gồm có các thiết bị như cầu chì, công tắc, trấn lưu, bóng đèn và tắc te. Trong đó bóng đèn được cấu tạo bởi gồm có hai đầu, hai sợi tóc. Tắc te là một bóng lưỡi âm, trong đó có thành phần là một thanh lưỡng kim. Ở sơ đồ, các thiết bị sẽ được đấu nối tiếp với nhau. Khi ta bật công tắc, dòng điện sẽ được đi qua các thiết bị như trấn lưu và dây tóc ống đèn, tắc te đã được nối tiếp với nhau. Khi dòng điện đi qua, tắc te được cấu tạo là một bóng lê ông và trong đó có thanh lưỡng kim. Khi đó thanh lưỡng kim được lóng lên đạt đến một mức độ nhất định sẽ mở đó, ngắt mạch điện ra. Khi đó cuộn dây trấn lưu sẽ được xuất hiện một suất điện độc cảm ứng, tạo ra một điện áp lớn hơn 400V. Khi hai đầu bóng đèn xuất hiện điện áp cao sẽ làm ion hóa và dòng điện sẽ được đi từ đầu bóng đèn này sang đầu bóng đèn kia. Khi đó điện trở của bóng đèn sẽ giảm xuống coi như gần bằng không. Dòng điện sẽ được duy trì từ đèn này sang đèn kia và tắc te sẽ không còn điện áp, sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Và lúc đó bóng đèn sẽ được sáng bình thường. Lúc đấy trấn lưu chỉ còn tác dụng như một cuộn kháng, để điện áp hai đầu bóng đèn chỉ còn một điện áp nhỏ. Tôi vừa giới thiệu với các bạn nguyên lý hoạt động của bóng đèn hình quang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.